Trong thiên nhiên, ngoài những con vật đáng yêu và quen thuộc đối với con người thì vẫn còn có một cái thế giới ngầm có phần u ám và đen tối hơn rất nhiều so với cái trí tưởng tượng của chúng ta. Mình đã từng làm clip về những cái loài động vật zombie đang tồn tại, các bạn có thể search trên kênh của mình để xem qua. Hôm nay, tiếp theo cái không khí có phần hơi đáng sợ đó, hãy cùng mình đi tìm hiểu những cái nhân vật dù không bị nhiễm ký sinh như zombie nhưng cũng sở hữu một số cái tính cách vô cùng tàn bạo. Và clip này cũng chống chỉ định với các bạn có tâm hồn tươi sáng nhé. Trước khi vào chủ đề chính thì cho mình xin 3 giây dành cho quảng cáo. Đó chính là hiện nay mình cũng có làm cái dịch vụ về vệ sinh, bảo trì và bảo dưỡng điện lạnh. Bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ vào cái số hotline dưới đây nha. Ok, bây giờ giao việc. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nghe tới con trâu thì chúng ta liên tưởng tới ngay một cái con vật mà chăm chỉ, hiền hòa, cày cuốc phụ với người nông dân. Nhưng đó là con trâu Việt. Còn đối với con trâu của châu Phi, đó không phải là tổ tiên của con bò nhà và chỉ là họ hàng xa của các loài trâu bò to lớn khác. Loài trâu này chưa bao giờ được thần hóa, không giống như trâu nước tại châu Á. Tổ tiên của loài này vẫn chưa rõ ràng. Trâu châu Phi được xem là một trong những loài động vật rất dữ tợn và hung hăng, có thể chạy được vận tốc từ 50 tới 60 km/h, cực kỳ nhanh luôn. Mình không biết chạy được 10 km/h hay không nữa. Chúng ta hay xem trong các tài liệu về động vật thì đây là một thành viên của 5 loài thú săn lớn cũng như là chiến lợi phẩm có nhu cầu lớn đối với hoạt động săn bắt hợp pháp của con người và các loài động vật săn mồi khác như là sư tử, hổ báo và cá sấu. Tại sao gọi chúng là một loài động vật nguy hiểm và đáng sợ? Chúng được cho là đã hút và làm đăng xuất hơn 200 người mỗi năm, trong đó chủ yếu là những người dân bản địa săn bắt trong khu vực. Những chiếc sừng của chúng to lớn và cứng cáp. Có ghi chép cho rằng khi chúng đang đi theo đàn thì kể cả sư tử cũng phải dè chừng vì đồng bọn có thể kéo đàn lại, đáp trả và hút văng những gã săn mồi lên trời từ 1-2 mét. Châu này không giống như châu ở Việt Nam, chăm chỉ làm ruộng đâu. Cho nên ai mà có sang châu Phi du lịch thì đừng có dại dột mà lại gần sờ đó nhé. Dù nhỏ bé nhưng con ếch phi tiêu độc vàng lại mang một cái lượng chất độc vô cùng khủng khiếp và nó đủ mạnh để tiễn hai con voi châu Phi về chào ông bà tổ tiên đó. Wow. Không giống như hầu hết các loài ếch hoạt động vào ban đêm thì loài này hoạt động vào ban ngày và thường có thân màu rực rỡ. Sở dĩ chúng có tên như vậy là vì nọc độc của chúng được thổ dân da đỏ ở Colombia sử dụng để tẩm vào phi tiêu khi săn bắn. Da của chúng tiết ra chất bachatotoxin, một loại chất độc khiến cho hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn đến tử vong. Nọc độc của một con ếch phi tiêu vàng có thể cho phép 20 người đàn ông khỏe mạnh kết thúc hành trình làm người của mình. Loài ếch này có vẻ ngoài cực kỳ rực rỡ và bắt mắt. Tuy nhiên, đừng để vẻ bắt mắt đó đánh lừa. Nếu lỡ chạm tay vào chúng, điều đó không có nghĩa là bạn có thể bị chúng độc qua da, bởi vì chúng chỉ bài tiết chất độc qua da khi cảm thấy bị đe dọa. Nhưng không vì thế mà có thể chạm vào chúng một cách thoải mái đâu nhé. Nhân vật thứ ba đáng sợ không kém chính là loài ong bắp cày khổng lồ châu Á. Đây là một cái loài côn trùng bản địa của vùng ôn đới và nhiệt đới Đông Á. Dù chỉ to bằng ngón tay cái của con người bình thường, ong bắp cày khổng lồ châu Á quyết liệt bảo vệ lãnh thổ của chúng. Nếu bị đe dọa, chúng sẽ gây ra một cái vết đốt tự như chiếc kim nóng đỏ và cảm giác đau đớn sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Một con ong bắp cày có đủ nọc độc để giết 10 con chuột và có thể gây tử vong đối với con người nếu có nhiều vết đốt. Sừng có chiều dài 45mm, sải cánh khoảng 75mm và dài hơn 6mm, có thể tiêm một lượng nọc độc cực mạnh. Mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận có khoảng 30 người do vô tình hay cố ý đã xâm phạm vào tổ của bọn chúng, khiến cho chúng đã tặng cho mỗi người một vé về chầu trời. Dân gian hay gọi cu ly là những người làm những cái công việc vất vả, phụ giúp những cái công việc nặng nhọc cho những cái người chủ. Cái từ này thì đã được dùng từ rất xa xưa rồi và ngày nay người ta không dùng cái từ này nữa bởi vì nó không mang cái ý nghĩa tôn trọng. Nhưng ở đây cũng có một cu ly khác. Nhìn vẻ bề ngoài thì rất là hiền lành, chăm chỉ nhưng lại mang trên người một cái tuyến nọc độc vô cùng nguy hiểm và có thể tiễn người chủ của mình ra đi mãi mãi nếu như chủ của chúng không kịp phát lương. Là một loài cu ly thuộc phân họ cu ly, loài linh trưởng này sống ở khu vực rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Campuchia.
Đặc điểm nhận dạng loài khỉ nhỏ đáng yêu này là lông mềm mại màu hung nâu, xen kẽ ít lông trắng bạc, dọc sống mũi có vết trắng, dọc sống lưng có vết hoe đỏ thẫm, bụng trắng vàng ánh bạc, trưởng thành chỉ từ 19-23cm, trọng lượng chỉ từ 377g cho đến 450g, khá là nhỏ nhắn và đáng yêu. Cu ly có tiếng nọc độc ở mặt trong của hai khuỷu chân phía trước, nọc độc phủ trên da, trên lông, giúp bảo vệ nó khỏi các loài côn trùng và các sinh vật bên ngoài tấn công. Cu ly dùng miệng liếm nọc độc từ tuyến nọc, sau đó chải lông, nọc độc tiết ra kết hợp với nước bọt gây nhiễm độc thông qua vết cắn tự vệ. Khi bị đe dọa, cu ly sẽ giơ hai chân trước lên để che đầu, vừa có tác dụng bôi nọc độc trên da đầu, vừa giúp cho con vật liếm thêm nọc độc từ chân. Thoạt nhìn, hình ảnh con cu ly có thể dễ thương. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phân tích khuôn mặt của cu ly có các hình ảnh giống như hình ảnh hoa văn ở đầu của rắn hổ mang, một dạng bắt chước về hình thái để giúp tự vệ. Cái này thời ngày nay người ta gọi là dựa hơi lấy le đó các bạn, nhảy số á. Cho nên là đừng để cái vẻ bề ngoài trong an toàn của chúng đánh lừa. Thấy chúng vuốt vuốt tóc mà lại xoa đầu và sẽ tỉnh dậy ở một nơi xa mà lúc nào đó không biết đó. Đừng có thấy cười cười mà tưởng bạn nha, tai nạn sắp xảy ra đó. Nãy giờ trên cạn rồi, bây giờ xuống biển một lát nha. Bạch tuộc đốm xanh dễ dàng nhận biết với những cái đốm xanh bên ngoài da. Chúng thường ăn các loài động vật nhỏ như là cua, tôm và các loài giáp xác khác. Kích thước của bạch tuộc đốm xanh tương đối nhỏ và bản tính hiền lành, nhưng nếu bị đe dọa thì chúng có thể là mối nguy hại đối với con người. Do trong nọc độc của loài bạch tuộc này có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin vô cùng mạnh. Khác với những cái loài động vật kể trên thì bạch tuộc đốm xanh dễ dàng nhận biết qua màu sắc sặc sỡ bên ngoài của chúng. Loài nào có độc thì thường hay sở hữu những cái hoa văn vô cùng phức tạp, có chức năng để hù dọa những cái kẻ săn mồi khác. Chất độc của loài này chủ yếu có trong nước bọt của bạch tuộc, đồng thời còn có ở các phần mềm khác ở thân. 25g nọc độc của loài bạch tuộc này có thể bài bay 10 người nặng trên 70kg. Nếu ăn phải thịt bạch tuộc đốm xanh thì sau khoảng 30 phút cho đến khoảng 3 tiếng đồng hồ sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng khó chịu. Qua da thì từ 1 tới 5 phút, trễ nhất là 30 phút. Nếu không sớm đưa đến bệnh viện thì coi như đã đặt một chân vào hầm gỗ rồi đó. Vì thế, khi đi biển, nếu thấy con bạch tuộc xanh này thì hãy tránh xa ra, chứ đừng có dại mà nướng nó lên. Vì chất độc này vẫn tồn tại khi con bạch tuộc này đã ngậm củ tỏi. Nó có thể dẫn bạn đi chung hành trình hóa kiếp với nó nếu bạn ăn phải nó, gọi là đậu visa đó các bạn. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về 5 nhân vật nguy hiểm này? Chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta sẽ không ai mong muốn sẽ gặp tụi nó hết. Và các bạn còn biết con vật nào cũng nguy hiểm như vậy hay không? Hãy comment bên dưới để cảnh báo và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.